ok thầy xin chào tất cả các con Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với kiến thức mà chúng ta được uh, ôn tập dạo học ở buổi hôm trước đúng không cả lớp còn nhớ không ạ buổi hôm trước của chúng ta kiến thức đang dừng lại ở nội dung đó là uh, biện luận giải và biện luận phương trình này hệ phương trình bậc nhất đúng không thế thì trong trường hợp này thì bây giờ hôm trước là về mặt rèn uh, luyện ở cái phần đầu tiên về phương trình ấy thì thầy cũng đã nói khá kỹ rồi tuy nhiên là chắc là mới có một buổi cộng với hôm trước thầy còn nói là chưa cho bài tập thì chắc là thầy đoán là các con cũng chưa rèn luyện được quá nhiều về phần đó đúng chưa nào thế thì hôm nay nhá trong buổi ngày hôm nay buổi hôm nay là buổi thứ hai rồi thì hy vọng là các con sẽ tập trung hơn ôn tập cái phần này thật tốt và sau đó thì thầy sẽ cho các con một phiếu bài tập được không ạ ok nào bây giờ chúng ta sẽ bước vào nội dung của ngày hôm nay các con ghi cho thầy tiêu đề này À, giải và biện luận. Giải và biện luận. Phương trình, hệ phương trình bậc nhất. Bậc nhất. Được chưa? Buổi số 2. Ok. Rồi, cả lớp ghi cho thầy tiêu đề đi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu nội dung nào. giải và biện luận phương trình. Hệ phương trình bậc nhất. Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm một cái bài tập. Đầu tiên đã là bài số 1. Ôn tập một chút về cái việc là giải biện luận phương trình trước nhé. Để cho tự tin này. Đầu tiên, uh, giải và biện luận các phương trình sau. Thế thì trước khi vào câu đầu tiên thì nhắc lại lý thuyết một chút đã. Đối với các cái phương trình bậc nhất một ẩn đấy, thì người ta để biện luận nó, người ta sẽ đưa được về cái dạng đó là a nhân với x bằng b, được chưa con? Đây là phương trình có dạng bậc nhất một ẩn, tuy nhiên là nó đã biến tấu đi một chút rồi. Bởi vì bình thường ấy thì nó có dạng nó là a x cộng với b bằng 0 với a là khác không cơ. Đấy, đây mới được gọi là bậc nhất một ẩn này. Thế nhưng đây là biến tấu đi là A nhân X Tức là X nằm về trái Còn các số hạng tự do thì chuyển sang phía ngược lại Thì sau đó thì người ta sẽ đi biện luận Các trường hợp xảy ra của cái phương trình này Thì trường hợp đầu tiên Đó là nếu A mà khác không Thì lập tức cái phương trình sau này Sẽ có nghiệm duy nhất Phương trình sau Có nghiệm duy nhất Lý do là khi A khác không thì ta hoàn toàn có thể tính ra được ngay x bằng là b phần a. Đây được gọi là nghiệm duy nhất của phương trình các con nhé. Có nghiệm duy nhất. Đấy. Thế còn trường hợp thứ hai là ta phải đi xét a bằng 0. Thì khi a bằng 0 nó lại xảy ra hai trường hợp. Có hai trường hợp xảy ra. Nếu b của chúng ta mà cũng bằng 0 thì khi đó phương trình sẽ có dạng là 0 nhân x, x bằng 0 trường hợp này thì sẽ như thế nào nhỉ? thư chia sẻ cho thầy lý xem nào xem xem là lý thuyết như nào nếu a bằng không rồi sau đó lại trường hợp xảy ra b bằng không nữa thì phương trình sao sẽ có dạng như thế này thì phương trình này khi đó sẽ như thế nào con à, ông thầy phương trình lúc đó sẽ vô nghiệm ạ ờ à, ờ thật vô nghiệm không không x bằng không mà con <laughs> sao lại vô nghiệm nhỉ à, vô số nghiệm ạ Ờ phải chính xác chứ Không x bằng không nó là vô số nghiệm Tức là có rất nhiều nghiệm X bằng bao nhiêu chăng nữa Thì thay vào đây thì luôn luôn thỏa mãn Bởi vì không nhân với x thì luôn bằng không Được không ạ Đấy thì trường hợp này là vô số nghiệm nhé Thế còn nếu trong trường hợp mà b của chúng ta lại là khác không Thì khi đó ta sẽ có dạng là không x bằng b Rõ ràng là thằng này là vô lý đúng không các con Và cái việc vô lý này dẫn tới là Trong trường hợp này thì lại là phương trình vô nghiệm các con nhé như vậy đây được gọi là ba cái trường hợp đầy đủ của chúng ta khi mà cần biện luận một phương trình được không ạ thế thì khi làm cụ thể từng bài thì hôm trước thầy có cho các con một số bài rồi thì các con cũng sẽ cảm nhận thấy là gì không phải bài nào chúng ta cũng có đầy đủ cả ba trường hợp đúng không ạ có bài sẽ chỉ có một trường hợp ví dụ như là chúng ta giải xong một cái biết luôn là a khác không vậy thì kết luận luôn là phương trình này sẽ chỉ có một nghiệm duy nhất thôi. Được không ạ? Trường hợp thứ hai là xét A bằng 0 nữa. Nhưng B của chúng ta thì biết chắc chắn là nó khác không rồi. Thì sẽ dẫn tới là nó sẽ có trường hợp là nghiệm duy nhất và vô nghiệm. Được không ạ? Ok. Và có trường hợp cuối cùng là đầy đủ tất cả các trường hợp này. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ xin mời cả lớp hãy biện luận giúp cho thầy một cái phương trình. Thầy chẳng có chuẩn bị trước gì cả. Thầy tự nghĩ ra thôi. Nào xin mời cả lớp. Uh, m bình phương x được chưa? Cộng với 4 bằng x cộng m cộng 3. Rồi, xin mời cả lớp nào giúp thầy thằng này. m bình phương x cộng 4 bằng x cộng m cộng 3. Hãy giải và biện luận phương trình này cho thầy. Được chưa? thầy hỏi trong lớp có bạn nào đến thời điểm này vẫn chưa được tự tin về cái việc là biện luận nó không thì uh, phải nói cho thầy để thầy còn hướng dẫn lại nào thế còn nếu tất cả lớp đều cảm nhận thấy là có thể làm được rồi thì bắt tay và làm luôn nào hỏi cụ thể tất cả lớp luôn cùng một câu hỏi những bạn nào mà cảm thấy vẫn chưa tự tin về cái việc biện luận này thì cho thầy biết nào giơ tay lên thầy nói cho thầy biết để thầy hướng dẫn nhanh có ai không có bạn nào không ạ? nào hỏi thử thư châu đăng hoàng khoa phước và lâm các con có tự tin với cái việc là biện luận được nó không hay là mới mỗi một buổi hôm trước thôi thì chưa tự tin lắm thì bây giờ để thầy với cái câu đầu tiên này thầy sẽ hỗ trợ nào các con chia sẻ thầy nghe này chưa tự tin lắm à, ok để lâm các bạn còn lại sao bình thường ạ à bình thường uh, thư khoa đăng phước lâm thì sao à, phước với cả mấy uh, hoàng thì sao làm được ạ à, ok làm được là tốt những bạn nào chưa làm được chưa tự tin thì nói cho thầy đi để thầy còn xem xem là nếu nhá trong trường hợp mà cái số lượng bạn mà uh, không làm được chưa tự tin mà ít ý, thì thầy cứ để bình tĩnh lát nữa thầy sẽ hướng dẫn Thế còn nếu trong trường hợp lớp mà có nhiều bạn mà không biết làm quá thì thầy sẽ phải hướng dẫn luôn, hiểu không ạ? À? Ờ, khoa với Hoàng, với Đăng có cần thầy hỗ trợ không nào? Không ạ à. Không cần, à ok Như vậy là có hình như có mỗi Lâm cần hỗ trợ thôi, sao ấy Lâm ạ? À? À? Ừ, cũng cần hỗ trợ rồi. À cả Đăng nữa à? Ok, rồi ạ à. <laughs> Thôi được rồi, thôi câu này câu đầu tiên các con thầy biết là trong lớp có một số bạn có thể tự tin với cái việc mình sẽ xử lý được, đúng không? Thôi nhưng nhìn đến đây, đây là câu đầu tiên thì thầy sẽ là người hỗ trợ, thầy sẽ giải lại chi tiết và làm từng bước từng bước một để các con tự tin nhé. Nào, xin mời cả lớp tập trung vào đây nào. Cả lớp còn nhớ bước đầu tiên mà để biện luận thì chúng ta cần phải đưa nó về dạng chuẩn để biện luận đó là đây, đúng không cả lớp? Tức là nó phải có dạng là a nhân x bằng b gì đó. Vậy thì ở đây thầy phát hiện ra được x đang nằm ở cả hai vế, ta phải chuyển x này vứt sang bên đây. Còn số 4 này thì chuyển sang vế ngược lại. Được không ạ? Rồi, xin mời Lâm thực hiện cho thầy bước đầu tiên này nào, xin mời con. À, con thầy là m bình nhân x trừ đi x à? Đồng ý. Bằng m cộng uh, m cộng 3 trừ 4. Đó. Đúng rồi, M cộng 3 chữ 4. Nào, đặt thừa số chung nào. Uh, x nhân M... M bình phương chữ 1 đúng không? Thì thầy xin yeah. phép viết cái hệ số M bình phương chữ 1 lên phía trước. Nhân với X. Thì sẽ bằng bên này là M chữ 1 đúng không con nhỉ? Đúng chưa? Yeah. ờ Thì cái phương trình đầu tiên thầy gọi nó là một Còn phương trình mà sau khi chúng ta biến đổi một chút đưa về dạng AX bằng B thì sẽ gọi nó là phương trình 2. Bây giờ chúng ta sẽ biện luận cái phương trình 2 này bằng cách là chia các trường hợp ra. Được không ạ? Vậy thì đầu tiên nhá, cả lớp nhìn này. Trường hợp đầu tiên đó là nếu m bình phương trừ đi 1 đóng vai trò chính là a của chúng ta, cả lớp nhìn này, đây chính là a của chúng ta đúng không? Cả lớp để ý nhá. A. À, thế còn bên này là m trừ 1 bên này đóng vai trò là b. Vậy đây là A đây Đang có dạng A nhân x Thì bằng B Vậy xin mời Lâm cho thầy hỏi Nếu M bình phương trừ 1 trường hợp này Chúng ta đi xét nó khác không trước đi con Thì dẫn tới là chúng ta phải giải Cái thằng M bình phương trừ 1 khác không này khi nào Hay Là M bình phương phải khác 1 đúng không con Ờ. À. Đúng chưa Thế M bình phương mà khác 1 thì M sẽ phải khác mấy M... Um, uh, phải khác cộng trừ... trừ 1 à Khác cộng trừ 1 là đúng Thì chúng ta sẽ viết nó là m khác 1 và m khác âm 1 các con nhé Cả lớp còn nhớ cái từ và không Hôm trước thầy có viết rất cẩn thận chỗ này là phải là từ và Có nghĩa là gì? Là hai cái giá trị 1 và trừ 1 này đồng thời m phải cùng khác hai thằng này Nhớ chưa? Thế thì khi mà cái trường hợp A khác 0 này Thì Lâm cho thầy hỏi nó rơi vào trường hợp đầu tiên Thì khi đó tiếp tục xử lý thế nào nào? Thì cái gì nào? Thì có cái gì nào? Nào, nói cho thầy với các bạn trong lớp nghe đi nhanh lên uh, à, a a khác không uh, thì xảy ra trường hợp đầu tiên nó là gì đấy uh, phương trình có nghiệm duy nhất à uh, phương trình này là phương trình số 2 con nhá bởi vì chúng ta đang biện uh, luận thằng số 2 thì có nghiệm duy nhất nghiệm duy nhất này là gì nào này là x bằng m trừ một trên m bình trừ 1 đồng ý Thế nhưng cái thằng M 1 trên M bình phương 1 này hình như nó là chưa tối giản. Thằng này tối giản đi thì bằng cái gì nào? Ờ à, này là 1 trên M cộng 1 à? À, 1 trên M cộng 1 chính xác. Chuẩn luôn bằng 1 trên M cộng 1. Như vậy là phương trình 2 của chúng ta bây giờ thì sẽ có cái nghiệm duy nhất là từng này. Và phương trình 2 này thì có phải chính là nó biến đổi từ phương trình 1 ra đúng không con? Vậy dẫn tới ta kết luận luôn à. phương trình 1 cũng có được nghiệm duy nhất và nghiệm này giống với nghiệm của phương trình hai các con nhé và nó sẽ là có nghiệm duy nhất và cũng chính là x sẽ bằng là một trên m cộng một ok tốt rồi nào bây giờ có tự tin xét luôn trường hợp cho hai thứ hai cho thầy không nếu m bình phương mà trừ một mà bằng 0 thì dẫn tới là gì trường hợp này ta sẽ có được giá trị của m bằng bao nhiêu nào hay m bình phương bằng 1. M bình phương bằng 1 thì nó sinh ra mấy thằng? M bình phương bằng 1 thì có mấy giá trị nó thỏa mãn nào Lâm ơi? Là m sẽ bằng 1 đúng không? Hoặc hoặc m bằng trừ -1. Đấy. Tức là chỉ cần một trong hai giá trị này thì bây giờ cả lớp đã nhìn thấy cái ý nghĩa ở trên là thầy dùng từ và, còn ở dưới thầy dùng từ hoặc, được chưa? và tức là nó phải cùng một lúc xảy ra thế còn hoặc thì có thể xảy ra trường hợp này có thể xảy ra trường hợp kia đấy và với cái việc mà m của chúng ta có thể bằng một hoặc có thể bằng trừ một thì ta sẽ đi xét hai cái trường hợp này nhá nào với m bằng một thì sao với m bằng một thì khi đó phương trình 2 sẽ có dạng như thế nào nhỉ lâm biện luận luôn cho thầy nào phương trình 2 sẽ có dạng là gì này là uh, x bằng Bình tĩnh, m 1 thay vào. Này là 1 bình 1 nhân x à? 1 bình 1 là còn lại bao nhiêu? Cái bằng... việc thay không. này thì ờ thì viết luôn là 0x đúng không? Thế à... còn bên phải m 1 thay vào bằng bao nhiêu? À, bằng 0 bằng 0. Vậy thì trường hợp này thế nào? Ờ à, vô số nghiệm à? Ờ à, thằng này luôn đúng với mọi x. Luôn đúng. Với mọi x. Và như vậy dẫn tới là phương trình 2. Có vô số nghiệm Mà phương trình 2 có vô số nghiệm Thì phương trình 1 như thế nào con Ờ uh, Ờ uh, phương trình chỉnh... một là cái phương trình đề bài ban đầu cho ấy Nó biến đổi để vô nó nghiệp. đưa về Cái gì ạ à? Ờ uh, Vô số nghiệm Ừ thì phương trình 1 cũng vô số nghiệm chứ Cũng là vô số nghiệm Được chưa Rồi đây là trường hợp m bằng 1 Bây giờ xét nốt trường hợp cho thầy m bằng âm 1 xem nào Xem là điều gì xảy ra nào Ờ, uh, với uh, bằng âm 1 à Ờ, uh, bằng âm 1 Thì khi đó phương trình 2 2 sẽ có dạng là gì nào? Thế này là Trừ 2x à Ôi dồi ôi, thật không? À Ờ, à, uh, không, không ạ. À? Không biết Bởi vì lúc nãy ta có là m bình phương Trừ đi 1, đóng mở ngoặc nhân với x Thì cái thằng này bằng m trừ 1 Nhưng bây giờ chúng ta thay m bằng âm 1 vào đấy đúng không con? Thì cái thằng này thay vào đây thì cái kết quả của cái hệ số A ở đây nó sẽ vẫn bằng 0. Thế còn B ở đây thì khi đó bằng bao nhiêu nào? Vế phải là bao nhiêu? Nào, Lâm tập trung Thế hơn đi con. Trừ 2 à? Ờ, trừ 2. Tập trung vào. Vậy ta có được vế phải của chúng ta B là bằng âm 2. Đúng không ạ? Thằng này thì làm sao nhỉ? đương nhiên là vô lý rồi, bởi vì chẳng có cái giá trị nào mà lại nhân với không x mà lại bằng là trừ hai cả, đúng không? Và với cái việc vô lý này dẫn tới ta suy ra được điều gì? Đây là phương trình vô nghiệm. Phương trình 2 vô nghiệm. Hai vô nghiệm thì suy ra được điều gì nữa nào? Đó là phương trình một cũng vô nghiệm. Đúng rồi, phương trình 1 cũng vô nghiệm. OK. Rồi, suy ra là phương trình 1 cũng là vô nghiệm. Và đến đây thì chúng ta đã biện luận xong rồi các trường hợp rồi đấy, các con ạ. À. Và chúng ta sẽ phải kết luận nữa. À, ok, thầy cảm ơn Lâm. Kết luận cho thầy nào. Xin mời Đăng dựa vào các trường hợp xảy ra ở đây. Đăng có thể kết luận giúp cho thầy được không ạ? Nào, chúng ta sẽ kết luận được điều gì nào Đăng ơi? Có thể là với M bằng 1. M, chúng ta sẽ đi kết luận là khác trước đi thường bao giờ người ta cũng đi vào cái trường hợp đó là có nghiệm duy nhất trước con nhá đây này theo trình tự ở trên này đang nhìn này chúng ta đang xét từ trên xuống dưới như vậy chúng ta sẽ đi kết luận cái trường hợp đầu tiên trước đó chính là cái nếu đầu tiên này này Đấy. sau đó cái nếu thứ hai vậy con kết luận đi để thầy ghi kết luận ra cho con nào nếu m khác một và m khác âm một thì đúng rồi x nếu với với m khác một và m khác âm -1 thì điều gì xảy ra con ơi? Thì uh, phương trình có nghiệm duy nhất, phương trình có nghiệm duy nhất. À, x bằng phải khẳng định cái nghiệm duy nhất đấy là gì bằng gì nhá? Nào, con đọc đi, bằng gì kia? Bằng m 1 trên m bình -1, 1. Không đúng. Bằng uh, 1 trên m thì chúng ta ở trên đã tính ra rồi Đây này con nhìn này Nó này. chính là kết quả này Thì bây giờ phải khẳng định lại Chứ không rút gọn lại như là mới làm lần đầu tiên nữa nhá Rồi M bằng 1 thì sao ờ, Nếu M bằng 1 hoặc M bằng 1 thì Không 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 có hoặc M bằng 1 khẳng định à. riêng Bởi vì M... trường hợp M bằng 1 thì nó như thế nào kia Đây này ba cái thằng bôi vàng là những cái thằng mà chúng ta cần phải khẳng định đây này, này con nhìn thấy chưa? Con nhìn thấy wow. bôi vàng chưa? Ừ kết luận đi m bằng một phương trình chỉnh... hai có dạng. Ôi, à, rồi, chỉnh... ôi trời ơi, sau khi ở trên biện luận xong rồi thì bây giờ chỉ kết luận lại một lần cuối cùng thôi. Cho nên không nói phương trình hai gì nữa, nó là cái gì kia? Phương trình uh, vô số nghiệm. Phương trình nào vô số nghiệm? Có biết phương trình nào không? Là phương trình một. Hay nói cách khác nó chính là cái phương trình đề bài cho ấy. Con hiểu chưa nào? Có hiểu không? À. Hả đăng Ờ. Thì khi đó phương trình có vô số nghiệm. Thế còn M mà bằng âm 1 thì sao? Ờ. M bằng âm 1 thì uh, phương trình uh, vô nghiệm ạ. Đúng rồi. Nào như vậy với cái ví dụ lại khẳng định lại cái phần đầu tiên này thì bây giờ đã hiểu được hoàn toàn chưa? Tất cả lớp đã hiểu được chưa? Hôm trước là thầy thống trước thầy đã dạy rồi, cho nên các con ấy bằng mọi giá nó là sau mỗi buổi học phải bỏ ra xem đi xem lại cho thầy. Xem trong vở hoặc xem video, xem cái kiểu gì cũng được. Sau đó là xem xong là phải cố gắng biến cái kiến thức đó thành của mình. Nếu trong trường hợp không hiểu ấy thì cũng phải chia sẻ lại với thầy là con chưa hiểu, chứ không phải là suốt từ hôm nọ đến giờ thầy chẳng thấy các con hỏi bất cứ một câu nào cả sau đó đến bây giờ các con nói với thầy một câu đó lại con chưa hiểu con chưa làm được thế thì sao mà được trách nhiệm của thầy là giảng kiến thức cho các con sau đó cho các con làm bài tập để rèn luyện thì cái trách nhiệm của các con đó là sau mỗi buổi học phải xem lại bài và cố gắng biến cái kiến thức thầy dạy thành kiến thức của mình sau đó thì làm các cái bài tập để cho mình càng ngày nó càng cái kỹ năng và cái sự hiểu biết và làm bài của chúng ta tốt lên đúng không thì đấy chính là cả thầy và các con đều có trách nhiệm với cái việc học của mình chứ không phải là học xong mỗi cái buổi chủ nhật hôm vừa rồi chẳng hạn sau đó các con bẵng đi để đến tối hôm nay à thầy xin lỗi thứ năm vừa rồi đến bây giờ là chủ nhật các con lại vào học thế như thế thì làm sao mà hiểu nổi bởi vì có những bạn các con phải hiểu như này này kể cả chăm chỉ nghe giảng sau đó là bỏ ra ôn tập suốt từ hôm nọ đến giờ có thể con vẫn còn không hiểu bởi vì mỗi người có một năng lực khác nhau có người thì nghe là giảng một lần hiểu luôn nhưng có người thì không hiểu nổi được chưa cho nên đấy cả lớp phải hết sức chú ý cho thầy nhá bây giờ ấy là các con cái việc học phải đặt lên hàng đầu toán văn anh ba môn muốn làm nào thì làm đặt mục tiêu là cuối năm nay thi ba môn trung bình là tám rưỡi đấy khi nào đạt được mục tiêu đấy rồi thì chúng ta mới lại chơi một chút giải lao một chút nghỉ ngơi một chút chứ còn chưa ấy thì chỉ có cái việc học mà thôi được chưa nào, môn nào cũng thế Toán của thầy hay bất cứ môn văn, môn tiếng Anh gì đó của các con Học thêm ở bất cứ đâu Thì cũng đều phải nỗ lực cố gắng hết Bởi vì 8 điểm rưỡi thực chất mà nói là không phải là dễ Được chưa nào Ok, vậy đây là bài tập đầu tiên Thầy nhắc lại toàn bộ Thì đây chính là các con phải nhớ chia các trường hợp đầy đủ ra Thì thông thường người ta sẽ chia như sau đây, Nghe kỹ lại này Để biện luận ấy Để biện luận một cái phương trình bậc nhất AX bằng B thì người ta sẽ thường người ta sẽ như này. Bước 1. Phải đưa phương trình về cái dạng này. Đưa phương trình đã cho về dạng AX bằng B. Đấy là cái bước đầu tiên. Bước số 2. Đó là chúng ta sẽ biện luận các trường hợp biện luận. Thì thông thường bao giờ người ta cũng biện luận trường hợp 1 Đó là cho A khác không trước Dẫn tới phương trình có nghiệm duy nhất Có nghiệm duy nhất Nghe lại tổng kết lại thôi Để bây giờ các con làm bài tập Trường hợp số 2 A của chúng ta bằng 0 Thì khi A bằng 0 các con sẽ tìm xem nó sẽ xảy ra là B có thể bằng 0 hoặc B có thể khác không và với mỗi trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ đi đến kết luận. Được chưa? Cả lớp nhớ chưa nào? Kết luận, kết luận. Đấy. Và cuối cùng sau khi thực hiện các cái này xong chúng ta có một bước cuối cùng. Đó là bước 3. Kết luận. Cuối cùng. không? thì kết luận này thường nó sẽ chính là nêu lại tất cả các trường hợp của cái bài toán đó. Được chưa? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta tới với câu B nào. Xin mời cả lớp giúp thầy câu B đầu bài như sau. <laughs> M nhân với x trừ đi 2 bằng M cộng với 1. Đây là phương trình số 1. Ok, xin mời cả lớp giúp thầy nào. M trừ x, M x trừ 2 bằng M cộng 1. Xin mời tất cả lớp bài này phải làm được cho thầy. Vì bài này nó còn dễ hơn cả bài A nữa Dễ hơn cả cái câu A ở trên Nào xin mời cả lớp Hãy xử lý nó cho thầy Và thời gian để dành cho các con Là 4 phút Sau đó phải cho thầy xin kết quả Bạn nào cũng phải comment lên thanh chat cho thầy Thôi cho cả 5 phút đi Cho nó chặn Nào tất cả tập trung ạ bình tĩnh chia từng trường hợp. Sau đó cho thầy biết kết quả là gì nào, xin mời cả lớp cố gắng lên. Có thể buổi 1 thì các con chưa hiểu kỹ nên là chưa tự tin, nhưng sau buổi thứ hai này chắc chắn là phải làm tốt nhá. bạn nào mà xong thì comment cho thầy là dx nhá để thầy biết xem là tốc độ xử lý của con như nào Ok, thư đã xong rồi, rất tốt, tuyệt vời. Các bạn còn lại thì sao nào? Tập trung cố gắng nào. Học cái phần này hôm nay sau buổi hôm nay dứt điểm phần này đi nhá. Sau đó còn phải học sang các cái khác nữa. Buổi sau chúng ta sẽ học sang nội dung về bất phương trình, cũng là một nội dung quan trọng của à, học kỳ 1 toán 9 kết thúc xong bất phương trình thì chúng ta chuyển sang học hình học các con nhé cỡ một tuần nữa là chúng ta sẽ chuyển sang học hình rồi có thư với phước thành công rồi rất tốt nào đăng này khoa này hoàng này với lâm có gặp khó khăn gì không đến bây giờ liệu đã tự tin là làm được nó chưa Đăng ơi có cần thầy hỗ trợ gì không? Đăng đâu nhỉ? Đăng có nghe thấy thầy hỏi không? Có cần thầy hỗ trợ gì không? À không ờ. À, ờ à, Hoàng Cho thầy hỏi có cần thầy hỗ trợ gì Ở cái việc uh, xử lý cái câu bên này không ạ? Okay. Where, where Bình thường Bình thường rồi ok nào xin mời hoàng xử lý giúp cho thầy trực tiếp câu này kể cả chưa làm thành công nhưng mà không sao cùng thầy làm đầu tiên là chúng ta cần phải làm gì nào hoàng ơi bước 1 là đưa về dạng ax bằng b xin mời con nào <laughs> Được chưa Hoàng? Xử lý được chưa thầy chưa? Đợi một tí. Bước 1 là để phương trình đưa về dạng là ax b có nghĩa là gì? x đặt về trái, tất cả những thằng nào có chứa x để bên trái. Tất cả những thành phần còn lại không chứa x để bên phải. Như vậy là ta có được điều gì nhỉ con nhỉ? <laughs> như thế nào tranh thủ thời gian tiết kiệm thời gian đi nhanh lên mới bằng mới bằng ta phải chuyển hai này bên trái này chuyển sang bên phải đúng không vậy chuyển sang thì con được bên phải là gì nào là m cộng 1 với cộng 2. Ờ m cộng 1 cộng 2 thì chúng ta viết luôn là m cộng 3 nhé. Cái này rất đơn giản cho nên được phép viết luôn và đây nó là phương trình số 2. Vậy đến đây chúng ta sẽ đi biện luận thằng này, bước 2. Biện luận cái phương trình số 2 nào. À, Hoàng giúp thầy nào, biện luận phương trình 2 nào. Biện luận thì chúng ta sẽ phải chia trường hợp đầu tiên đó là nếu xét A khác không trước đi. Nào con xét đi, nhanh lên nếu này a ở đây là bằng cái gì đấy a à, ở đây là bằng nó chính là cái hệ số đứng trước x đúng không như vậy a của chúng ta đây còn b của chúng ta đây như vậy xét đầu tiên đó là m khác không nếu m khác không thì dẫn tới phương trình hai sẽ như thế nào con Khi M khác không rồi thì ta chia cả hai vế cho M thoải mái Và như vậy sẽ tìm ra được x Thì cái x này nó được gọi là gì? Là cái gì của uh, phương trình 2 nào con? Hoàng ơi tập trung liền mạch vào con Đừng ngắt quãng Cái tập trung này nó cũng là phải rèn luyện Con này đang, con đang hơi không nhớ Sao lại không nhớ Cái này không phải vấn đề là nhớ hay không nhớ Mà nó là hiểu Hôm trước là có một buổi thầy dạy rồi Hôm nay lại có một phần đầu tiên thầy nhắc ở ngay câu A rồi Tại sao lại vẫn chưa nhớ <laughs> Nào theo lý thuyết thì khi mà hệ số A các không Thì phương trình nó sẽ như thế nào Lý thuyết thầy viết rất rõ ràng rồi Mà con chẳng chịu xem gì cả Nào, Hoàng có xử lý tiếp được không nào? Thôi rồi. rồi, ok, thầy mời bạn Khoa nào. Như vậy là con học hành như thế chưa tập trung tí nào, thầy thấy hơi hơi bị buồn với con đấy. Nào, xin mời bạn Khoa. <laughs> Nếu em mời khác không thì khi đó như thế nào nào? mà không thì có nghiệm duy nhất ạ. Phương trình 2 sẽ có nghiệm duy nhất. Và nghiệm duy nhất này là như thế nào con? Ừ. Nghiệm duy nhất là x bằng m cộng 3 trên 10. M cộng 3 trên m. Rất chính xác rồi. Ok. Và phương trình 2 mà có nghiệm duy nhất thì dẫn tới suy ra là phương trình 1 cũng có nghiệm duy nhất. Và nghiệm duy nhất này nó giống hệt nghiệm của thằng số 2 các con nhé. Có nghiệm duy nhất x cũng bằng là m cộng với 3 trên m. Rồi tốt rồi. Thế trường hợp tiếp theo đó là xét nếu m mà bằng 0 thì khi đó như thế nào nhỉ? Khoa nhỉ? Thì phương trình 2 khi đó sẽ có dạng là gì? M bằng 0 có nghĩa là con thay cái giá trị m bằng 0 này này. Bao? Có dạng là 0x bằng 3. Đúng rồi, chính xác. Nó là 0x thì bằng 3. Thằng này rõ ràng là vô lý đúng không? Chẳng có cái thằng nào ừ. mà lại không ít bằng 3 cả. Và cái việc vô lý này dẫn tới chúng ta sẽ kết luận được phương trình 2 sẽ như nào con nhỉ? Vô nghiệm ạ. Đúng rồi, rất tốt, vô nghiệm. Phương trình 2 vô nghiệm thì chúng ta khẳng định là phương trình 1 cũng vô nghiệm. Và như vậy bài toán này là một bài khá đơn giản, chúng ta chỉ cần xét có hai trường hợp nhỏ này thôi, đúng không ạ? À? Và bây giờ là lúc kết luận cuối cùng nào. À, xin mời Khoa kết luận luôn trực tiếp cho thầy nào. À, với M khác không thì phương trình một có nghiệm duy nhất có tích bằng duy nhất M cộng 3 trên M rất tốt đọc nốt thì sẽ đủ kịp nào Nếu M bằng không à đâu. Nếu M bằng 0 thì phương thì phương trình một vô nghiệm ạ đúng rồi ok rồi thầy cảm ơn khoa Vậy như vậy các con có thấy bài này rất ngắn đúng không? Bởi vì thầy cho một cái trường hợp nó khá đơn giản nên nó ngắn như vậy, được chưa nào? Ok. Rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tới với câu C nào. Thật nhanh để còn rèn luyện được nhiều nhất về cái phần hệ phương trình các con nhé. Bởi vì cái cái phương trình này mà làm tốt ấy thì khi chuyển sang hệ phương trình chúng ta sẽ dễ dàng hơn khá nhiều. Thế còn ngược lại phần này chúng ta làm vẫn chưa tốt thì sang biện luận hệ phương trình sẽ gặp khó khăn. Đúng không ạ. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới với câu C nào. Câu C biện luận giúp cho thầy. M nhân với MX trừ đi 1 bằng 9x uh, cộng với 3. Rồi, đây là phương trình số 1. Xin mời cả lớp giúp thầy nào. M nhân MX trừ đi 1 bằng 9x cộng 13. Thầy sẽ dành cho cả lớp thời gian là 5 phút để suy nghĩ tận dụng xử lý nói cho thầy. Sau đó thầy sẽ gọi ngẫu nhiên một bạn. cố gắng lên nhá phần hệ phương trình nó cũng phức tạp đấy nên là các con phải chịu khó tiết kiệm thời gian một chút <laughs> hôm nay bản lâm máy của quận lâm bị sao ấy nhỉ nhảy ra ngoài suốt liên tục này Ờ uh, Lâm ơi máy của con hôm nay sao không? mà bị ra thoát ra ngoài liên tục thế? Ờ, uh, con định tắt đi để xem lại cam được không nhỉ? Nãy được nhưng mà giờ nó tự bị tắt đi con không bật được. Ờ uh, thôi được không sao. Thực ra thì thầy có phải là thầy muốn uh, các con bật cam lên để làm gì đâu? Rõ ràng là cái việc mà thầy nhìn thấy các con thì chắc chắn cái điều đó là đương nhiên nó là gì? Thầy sẽ chắc chắn sẽ thấy sẽ cảm thấy hạnh phúc vui hơn là cái chắc. Và cái điều đó dẫn tới là thầy khi thầy giảng bài ấy, thầy sẽ hưng phấn hơn thế thôi chứ còn nhìn vào cái màn hình đen xì chán chết ai mà chẳng thế <laughs> Hoàng ơi, thông qua cái câu B ở trên ấy thì con đã 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 hiểu lại được cái cách để biện luận nó chưa? Câu B ở trên nó rất đơn giản đấy, con nhìn ngay phía trên ấy. Thì cái câu C này cách làm hoàn toàn tương tự. Đầu tiên vẫn phải đưa về cái dạng là a nhân vị x thì bằng b. Sau đó chúng ta sẽ xét các trường hợp xảy ra của hệ số a. Nào, bài này thầy xin mời Đăng giúp thầy một chút nào. Bước đầu tiên, đưa giúp thầy phương trình này về dạng AX bằng B nào. Thầy đụng chó à? Đăng đâu? Con thầy là um, m, uh, m bình X. Đúng rồi, trừ đi M đúng không con? trừ M ờ, uh, bằng... Uh, 9x 3. Rồi, bây giờ ta chuyển x sang cùng một vế. Vậy ta đưa 9x từ phải sang đây và m này đang từ trái thì đưa sang bên phải. Nào con đưa cho thầy đi. Ờ m bình x trừ 9x. Đúng rồi, bằng 9x. m cộng 3 chuẩn luôn, m cộng 3. Vậy bây giờ ta sẽ có được thằng này đặt x ra ngoài thừa số chung. Vậy trong ngoặc là gì nào? Ờ trong ngoặc là m bình trừ 9 rất tốt, thì bên tay phải con sẽ có được là bằng M cộng 3 đúng không? Thầy gọi đây là phương trình số 2 Bây giờ đăng biệt luận luôn cho thầy giúp nào, giúp thầy nào Trường hợp 1 là gì? Hoặc là nếu, xét ờ... đầu tiên đi Nếu, ta nếu... sẽ xét M bình phương trừ 9 khác không? Xét trước Điều này dẫn tới là gì? Ờ... Hay M... M khác cần phải khác mấy và M khác mấy nào? M khác M ở 3 Và M khác trừ 3, M được 3. chưa? ờ ok thì dẫn tới khi đó phương trình số 2 nó sẽ có nghiệm duy nhất và nghiệm duy nhất đó bằng gì con, ờ, với, con hệ, hệ là... với hệ số a mà khác không thì chắc chắn nó sẽ có nghiệm duy nhất và x của chúng ta ở đây sẽ có nghiệm duy nhất là bằng b trên a như vậy con sẽ thay cho thầy là lấy b chia cho a đây là bằng cái gì nào x bằng m cộng ba trên a m, m bình, bình phương trên... đúng rồi nhưng thằng này nó phải tối giản đi con ạ. À. Vậy nó bằng cái gì nào? Bằng 1 trên m bình trừ m trừ 3. Đúng rồi, rất tốt. Phương trình 2 có nghiệm duy nhất dẫn tới là phương trình 1 làm sao? Uh, phương trình 1 có nghiệm duy nhất. Đúng rồi, và nghiệm này nó giống hệt với cái nghiệm của phương trình 2 nhá. Như vậy x của chúng ta cũng bằng là 1 trên m 3. Ok, tốt rồi. Bây giờ con xét cho thầy nếu trường hợp nó bằng 0 thì sao? Hệ số a nếu m bình trừ 9 bằng 0 thì thì m sẽ xảy ra hai khả năng là m bằng mấy ờ. và m bằng mấy nào? Hoặc là m, m bằng 3 hoặc là m bằng -3. Chúng đúng rồi. Vậy từng cái trường hợp này một chúng ta sẽ đi xét. Với m mà bằng 3 thì sao? Xét đi. Rồi, với m bằng 3 thì xét uh... xem phương trình hai khi đó nó sẽ có dạng như nào cho nó dễ nào con? Có dạng gì? Phương trình 2 có dạng uh, không x Đúng bằng rồi. m cộng 3. M bằng à, nhầm, mấy? không không x bằng 3. Không đúng. Không x, không uh, x bằng không x bằng 6 ạ. Ờ, đồng ý. Bởi vì chúng ta thay M bằng 3 vào phương trình số 2 thì cả lớp hết sức chú ý này. Cái việc mà biện luận phương trình số 2 là cũng rất quan trọng. Thì đây là A, còn đây là b như vậy ta thay m bằng 3 vào thì khi đó là không ít bằng 6 rõ ràng thằng này là vô lý rồi và vô lý thì có nghĩa là phương trình của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ phương trình vô số nghiệm thật không dạng à, phương trình vô nghiệm ạ chương phần này cái trường hợp này thì nó lại là vô nghiệm đúng không ok mà phương trình hai vô nghiệm thì phương trình một cũng vô nghiệm nhá cả lớp chú ý nhá nó cũng vô nghiệm rồi, xét cho thầy nốt trường hợp còn lại nữa là thành công, sắp thành công rồi đấy, cố gắng lên Ờ, với uh, M bình Đâu, 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 đâu Với M, m bằng, bằng gì? M bằng âm 3 thì Ờ, uh... uh, thì khi đó phương trình 2 sẽ như thế nào M bằng âm 3 thì uh, Phương trình 2 Có dạng là Ờ uh, 0x bằng 0 Đúng rồi, không x bằng 0 rất tốt. Và nếu không x bằng 0 thì nó như thế nào con nhỉ? Trường hợp à, này nó vô sẽ số... như thế nào? À nhầm vô số nghiệm. Đúng rồi, khi đó thì nó sẽ vô số nghiệm, quá uy tín luôn. Rồi, ta sẽ viết luôn nó là khi đó không x bằng 0 thì như vậy là luôn đúng và ta sẽ có được là phương trình 2 sẽ vô số nghiệm. Có vô số nghiệm mà có vô số nghiệm thì dẫn tới phương trình 1 cũng vậy. Phương trình 1 cũng có vô số nghiệm. Rồi ok, như vậy con giải chuẩn rồi đấy. Bây giờ con chỉ kết luận nữa cho thầy thôi, đăng uh, tự kết luận giúp thầy một lần cuối cùng nào, kết luận. Có thầy là kết luận nếu với m với, với... M... m khác 3 và à... m khác, nhớ là cái từ và rất quan trọng nhá. Nếu các con thay cái chữ và này thành chữ hoặc thì nó khác hoàn toàn cả lớp nhớ chưa nào? Với M khác 3 và M khác chữ 3 thì như thế nào con ơi? Ờ, phương trình uh, à, 1 ừ. có nghiệm duy nhất. Đúng rồi, có nghiệm duy nhất. Và phải khẳng định nó là nghiệm nào? À, X bằng 1 trên M 3. Đúng rồi, X bằng 1 trên M chữ 3. Tiếp tục. Nếu M bằng 3 thì phương trình sẽ nào? 1 vô nghiệm chuẩn luôn. Còn một trường hợp cuối cùng. m nếu m họ, uh, bằng uh, chữ ba thì phương uh, trình uh, một có số nghiệm. rồi ok như vậy là đấy. con giải hoàn thiện xong bài này rồi đấy. được chưa? rồi thầy cảm ơn đăng. tự tin lên hơn tí tí nữa đi. đó. rồi cả lớp chữa nhanh nhá. sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang biện luận hệ phương trình. Thì hệ phương trình thầy nhớ là buổi trước thầy có giảng cho cả lớp uh, hình như là hai ý hay sao không nhỉ? Bảo Châu xác nhận cho lại cho thầy xem nhìn vở lại một chút là ở buổi học hôm trước thầy thầy biện luận được cho các con hai hệ phương trình hay mới chỉ được một hệ phương trình thôi. Ok, thầy chào Tuệ Linh. Nào Bảo Châu xác nhận cho thầy nào. Bảo Châu xem lại vở giúp thầy và cho thầy biết là hôm trước thầy mới giảng được có một hệ phương trình thôi hay là được hai hệ rồi? Hai ạ. À. ok. Với cái việc mà hai hệ thì thầy nghĩ là bản thân các con cũng đã khá là hiểu nó rồi. Tất nhiên là có thể chưa tự tin. Bởi vì cái việc tự tin nó là phải có quá trình làm bài tập thì hôm trước thầy khẳng định luôn là hôm trước thầy chưa cho bài tập, đúng không? Thì sau ngày hôm nay với cái việc chúng ta đã rèn luyện hai buổi thì chắc chắn các con sẽ có một phiếu bài tập nhá, được chưa? Nào, Cả lớp ơi sẵn sàng chưa với cái việc thầy uh, chuyển sang nội dung tiếp theo được chưa ạ? Cả lớp xác nhận cho thầy nào, nếu các con đang chữa dở thì thầy thêm thời gian còn nếu không thì chúng ta sang đến nội dung phần mới. Đó là biện luận hệ phương trình. Cả lớp nhớ là phải chữa cẩn thận vào trong vở nhá, không bạn nào lười được chưa? Lười bây giờ thì thôi đấy. Thầy không học online thầy không kiểm tra các con bằng cách là không nhìn vở các con được. Nên là cả lớp phải cố gắng, phải tập trung vào. <laughs> để Linh bị vào muộn nên là không được làm mấy cái ví dụ về biện luận phương trình mất rồi Linh cho thầy hỏi là ở buổi hôm trước ấy sau khi thầy dạy xong rồi thì con thấy phần uh, biện luận phương trình con đã tự tin chưa Hay là vẫn còn cảm thấy là chưa tự tin <laughs> Chưa tự tin lắm, ôi ôi tiếc thế Mất uh, cái thời gian của từ nãy đến giờ, thầy cho làm mấy cái ở bên trên Nhưng mà thôi nhá, Linh nghe này Thì đành phải là sau buổi học, con phải xem lại video Thầy sẽ đẩy video lên uh, Youtube sớm nhất Sau đó con lên đấy xem lại cho thầy được không Đây này, ở phía trên thầy đã cho được uh, mấy ví dụ này Đầu tiên là A nhá Đấy, ví dụ này sẽ khẳng định lại từ đầu, làm lại từ đầu, từng bước, từng bước một Thầy có giảng rất chậm rãi sau đó là ví dụ số 2 là B rất đơn giản và cuối cùng là chúng ta đang dừng lại ở thằng C này thì bạn đăng vừa rồi đã hỗ trợ lớp xử lý nó rồi. OK. nào cả lớp xác nhận cho thầy là các con đã bổ sung được đầy đủ cái phần này vào trong vở chưa ạ? để chúng ta tới phần tiếp theo nào. Hoàng Khoa này, Phước này, uh, Lâm này đã bổ sung được đầy đủ trong vở chưa? để thầy chuyển phần tiếp theo nào? Được rồi ạ. OK. Được rồi ạ. rồi ấy thì? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo cho thầy. Các con ghi cho thầy. <laughs> Bài số 2. Bài số 2. À, biện luận. Hệ. Phương trình sau. Tức là nó có một loạt hệ. Thì bây giờ thầy sẽ lấy một hệ trước. Nào, xem cái hệ nào dễ nhất có thể thì xử lý nhá. Hệ phương trình. Hệ phương trình tức là chúng ta có hai phương trình bậc nhất, đúng không? Và là bậc nhất hai ẩn, ẩn x và ẩn y. Vậy ta có như sau này. À, m x cộng với 2y bằng m 1. Phương trình số 1. Phương trình số 2 x trừ đi à, 3y bằng 5. Được chưa cả lớp? Ok, rồi xin mời cả lớp. Hãy xem lại cái thằng này xử lý nó như thế nào. Xem xem là có nhớ cách làm không. Thế bây giờ thầy hỏi nhá hay hay là câu này bây giờ thầy sẽ xử lý trực tiếp lại cho cả lớp. Thì cả lớp muốn thế nào? Thầy cho các con thoải mái muốn là các con bây giờ tự làm là tự làm nó hay là bây giờ thầy hướng dẫn lại từ đầu về cái hệ này cả lớp cho thầy ý kiến nào ờ, ừ, hướng dẫn lại cái gì đồng ý thế thì với cái hệ phương trình như thế này nhá đây đấy là ý kiến của thư thì các bạn còn lại thì sao các con có có cần thầy hỗ trợ lại xử lý lại cái năng này chưa để làm mẫu không ờ ừ, ok linh nữa rồi mấy bạn nam thì sao khoa có, nam. có gì rồi Vậy thì cả lớp nhìn nhá. Biện luận hệ phương trình chắc chắn là nó sẽ phức tạp hơn phương trình. Phức tạp hơn ở những cái bước như sau. Nghe này. Cả lớp cảm nhận cho thầy là nếu như là một phương trình ax mà bằng b ấy, thì chúng ta đầu tiên là đưa nó về dạng này đúng không? Đưa về cái dạng chuẩn là như thế này. Dạng này xong thì chúng ta chỉ cần là chia các trường hợp của a thôi. Chia các trường hợp biệt luận. Biệt luận của a tức là của hệ số a ấy. Sau đó là đi tìm nghiệm nghiệm duy nhất, vô nghiệm hoặc vô số nghiệm. Thế còn thằng này thì hệ phương trình ấy nó khác hoàn toàn nhá. Nó sẽ có những bước làm như sau. Hôm trước thầy có nêu lý thuyết rồi đấy. Thì bước đầu tiên đó là ta phải từ một trong hai phương trình chú ý này, từ một trong hai phương trình ta rút ẩn x theo ẩn y, rút x theo y. Hoặc các con có thể rút y theo x. Rút y theo x. Và cái thằng này nó sử dụng phương pháp thế. Cả lớp còn nhớ phương pháp thế là một trong hai phương pháp mà để giải hệ bậc nhất hai ẩn đúng không? Thì sau khi chúng ta sử dụng phương pháp thế này, ta sẽ thế vào phương trình còn lại. Tức là nếu rút từ phương trình 1 thì ta sẽ thay vào phương trình 2. Hoặc từ phương trình 2 thì ta thay ngược vào phương trình 1. Và như vậy thì khi ta thay thế như thế này thì ta sẽ được một phương trình mới. Và phương trình này nhớ nhá nó sẽ là ẩn x hoặc ẩn y. Thầy dùng từ hoặc có nghĩa là gì? Nó chỉ còn lại có duy nhất một ẩn thôi. Nếu là thế x theo y thì nó sẽ là ẩn y. Còn nếu thế y theo x thì nó sẽ là ẩn x. Được chưa cả lớp? Và sau khi chúng ta có được phương trình này xong, cả lớp nghe kỹ này, thì ta sẽ đưa phương trình về dạng là a nhân x, x bằng b hoặc a nhân y bằng b. Và đến đây thì ta quay trở lại với lý thuyết biện luận phương trình để tìm ra nghiệm của nó. Nào, cả lớp rõ ràng chưa? Thì đây là trình tự của cái việc để biện luận một hệ phương trình nhá. Vậy bây giờ xin mời cả lớp hãy nhìn thầy làm từng bước từng bước một này nào bình tĩnh tập trung chưa để nghe này đầu tiên là thầy rút từ phương trình số 2 từ ô thầy lấy màu đỏ để trình cho nó nổi các con nhé từ phương trình 2 ta sẽ có được điều gì x sẽ được biểu diễn bằng là 3y cộng với 5 Thầy gọi tên đây là số 3 Được không cả lớp? cả lớp cố gắng là tập trung nghe cho thầy từng bước từng bước một nhá cái gì không hiểu thì phải nói là không hiểu còn hiểu thì chuyển bước thầy chuyển bước tiếp theo như vậy từ phương trình số 2 thầy sẽ rút được x theo y bây giờ đến đây ta thế vào phương trình 1 tức là phương trình còn lại đấy thì khi đó nào xin mời bạn phước giúp thầy thế vào nào ta có được điều gì Để thầy là thế vào phương trình 1 ta có m nhân 3 y cộng 5 cộng 2 đúng y rồi cộng m 1. đồng ý luôn thế x bằng 3 y cộng 5 thì ta sẽ thay thế cái vị trí này vào cái chỗ x này chỗ màu xanh thì đang ấy ở bên góc phải kìa, ở bên góc trái kìa và như vậy là bạn Phước bạn đọc là m nhân 3 y cộng 5 rồi cộng thêm 2 y bằng m 1 rất chính xác đến đây xin mời thầy cảm ơn Phước à, thầy xin mời bạn uh, Tuệ Linh giúp thầy đưa phương trình này về dạng ai bằng b nào ai bằng b có nghĩa là gì tức là con sẽ cần phải ghép y với nhau đưa về dạng ai bằng b linh có đưa được nó về ai bằng b cho thầy không linh ơi linh có thể đưa được cái phương trình này về dạng ai bằng b giúp thầy được không con có đưa được không? Làm thế nào để đưa được về dạng AI bằng B con nhìn này? Đó là chúng ta sẽ phải đi ghép tất cả những thành phần Y nằm bên tay trái, ta để bên trái. Còn tất cả những thành phần còn lại không có Y, ta chuyển hết sang bên phải. Như vậy thì ở đây bước đầu tiên phải nhân tung ngoặc ra. Linh bật mic lên làm trực tiếp cho thầy nào. Để cho con có cơ hội thực hành. Nhanh. Con là à uh, 3y. Đúng rồi, 3y 5m. Chuẩn luôn. 3y 2y m1. Đúng rồi con ạ. À. Bây giờ con chuyển cho thầy ghép những thằng nào có y để bên trái nào. Có hai thằng có y là đây và đây. Thế còn tất cả những thằng màu xanh còn lại thì ta chuyển nó sang bên tay phải nào. Tất cả. Thì thầy là 3y 2y đồng ý cộng ờ... rồi nhưng mà bây giờ đặt y ra ngoài thừa số chung nào cái bước này dễ mà đặt y ra ngoài thì Ủa. trong ngoặc có y gì nào 3 m cộng hai ba m cộng hai nhân y đúng không thì bằng bên bằng... kia con chuyển sang cho thầy nào ờ, m trừ năm m trừ một ạ đúng rồi vậy nó sẽ là âm bốn m cộng với một hoặc là thầy viết là trừ một như thế này được không cả lớp ok chưa thế bây giờ linh cho thầy hỏi là cái thằng này nó đã có cái dạng là ai bằng b chưa con có chuẩn dạng này chưa ờ ừ, ok và nếu đưa được về dạng này rồi thì bây giờ con có biện luận nó được theo phương ừ. trình bậc nhất một ẩn không linh có 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 biện luận được không con có biện ừ. luận được không hay là thầy vẫn phải hỗ trợ nào vẫn phải hỗ trợ đồng ý <laughs> Nào bây giờ để biện luận nó thì con cứ bình tĩnh nhá thôi cứ bình tĩnh từ từ bởi vì là Thứ nhất là con không nghe được từ đầu buổi. Bây giờ đây được gọi nó là bậc nhất ẩn y. Thì để biện luận nó thì đầu tiên chúng ta phải xét trường hợp đó là nếu ta đi xét cái thằng hệ số a là đây này con nhìn này. Đây này, đây là hệ số a này. Đây là a nhá. Thế còn toàn bộ cái thằng này là b. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải đi xét cái trường hợp là a bằng 0 trước. Tức là nếu 3M cộng với 2 chúng ta xét nó khác không đi, khác không. Thì điều này dẫn tới là M khác mấy nhỉ Linh nhỉ? M sẽ phải khác mấy con có nhầm được không? <laughs> 3M cộng 2 khác không thì chuyển 2 vứt sang bên phải. Như vậy M cần phải khác mấy Linh ơi? Vâng, thầy là 2 phần 3 à? Đúng rồi, âm 2 phần 3, ok, âm 2 phần 3 chính xác Như vậy nếu như mà hệ số A của chúng ta mà khác không Thì Linh còn nhớ là buổi trước thầy có dạy nếu A khác không Thì khi đó phương trình sao sẽ như thế nào không nhở, con còn nhớ không? À, vô số ạ à, có nghiệm duy nhất ạ Đúng rồi, chính xác Thì phương trình sao sẽ có nghiệm duy nhất và nghiệm này sẽ được tính bằng gì nào? Con đọc cho thầy được không? y bằng gì? lấy b chia cho a. y à? bằng b <laughs> trên a. ở b trên a là gì nào? thay nào thay nào? âm um, bốn m trừ một. đúng rồi. 3 m cộng lại. đúng rồi, rất tốt. thế thì đây được gọi là nghiệm duy nhất của phương trình sao cả lớp nhớ nhá. thế thầy hỏi là cái nghiệm duy nhất của phương trình sau này có phải chính là nghiệm duy nhất của hệ phương trình? đã cho đúng không cả lớp? Bởi vì y của chúng ta được xác định ở đây là nghiệm duy nhất, thì dẫn tới suy ra ta có là gì? Như vậy dẫn tới hệ phương trình hệ phương trình sẽ có y được xác định bằng là trừ 4m trừ 1 trên 3m cộng với 2 được không ạ? À? Tức là có cái thằng y này được xác định như này. Bây giờ ta sẽ phải thay ta thay vào số 3 để tìm ra x tương ứng bằng bao nhiêu đúng không ạ? Vậy bây giờ nhá, thôi đến chỗ này mình cũng không khẳng định là hệ phương trình nữa mà đến đây ta có này. y bằng thằng này thay vào phương trình 3 cho thầy nào. Xin mời Linh thay cho thầy vào. Đây phương trình ba thầy định kéo mất che mất rồi. Vậy thay vào đó thì con được điều gì nào? Thay vào 3 để tìm x đi con. Con cho thầy là x bằng 3 nhân với x bằng 3, 3 nhân với âm, 4... âm 4m-1 -1 trên 3m cộng 2 Đúng rồi, và cộng chúng 5. ta còn phải cộng thêm 5 nữa Vậy đến đây chúng ta phải làm bước này hết sức cẩn thận Bởi vì đúng hay sai chính là ở đây Thì mẫu của chúng ta là 3m cộng 2 các con nhé Các con nhìn này Thầy sẽ lấy 3 thầy nhân với thành phần ở trên tử Vậy ta sẽ có được nó là âm 12m Âm 12m 3 nhân chữ 1 là chữ 3 sau đó chúng ta còn phải cộng với 5 nhân với thằng dưới mẫu nữa là trên tử là là bao nhiêu nhỉ Linh nhỉ? Linh có thể uh, nhân giúp thầy thằng số 5 này quy đồng lên được không? Con này là 15m cộng với 10 à. Đúng rồi. Vậy đến đây con rút gọn cho thầy nào. Vậy còn lại bao nhiêu trên tử và bao nhiêu dưới mẫu nào? Con cho thầy là à. 3m cộng với 7 ạ. À? Rất tốt. Dưới mẫu là cộng 2 đúng rồi Như vậy là ta đã vừa thực hiện một cái bước tìm ra được x tương ứng của y Và như vậy đến đây thì chúng ta sẽ suy ra luôn Đó là hệ phương trình sẽ có nghiệm duy nhất Và cái nghiệm duy nhất này chính là cặp xy y cả lớp nhớ nhá Có nghiệm duy nhất này là x chấm phẩy y là x đặt trước y đặt sau Vậy thầy có 3m cộng 7 trên 3m cộng 2 chấm phẩy y của chúng ta thì vừa tìm ở trên nó là âm 4m chữ 1 trên 3m cộng với 2 ok như vậy là Linh đã biện luận xong một trường hợp rồi đấy con ạ à. bây giờ chúng ta sẽ tới với trường hợp còn lại đó chính là xét a bằng 0 nào con xét cho thầy nào nếu 3m cộng 2 mà cho nó bằng 0 thì tức là hệ số a bằng 0 thì khi đó m bằng bao nhiêu nào Uh, m bằng âm hai phần ba đúng rồi âm hai phần ba <laughs> như vậy khi đó thì phương trình sao của chúng ta sẽ có dạng là gì nào con thay cho thầy đi m bằng âm hai phần ba thì vậy a của chúng ta ở bên trái bằng mấy và b bên phải bằng mấy thay và đọc cho thầy kết quả nào nếu có máy tính thì ấn máy tính cũng được cho nhanh <laughs> M bằng chữ hai phần ba thì khi đó phương trình sao có dạng gì? cả lớp hết sức tập trung nhá, cái phần này khó đấy, không dễ Mình đâu. Không nghe gì vậy? À, Linh ơi con. Sao? Dạ. À, mic của Linh hơi hơi bị ấy. Nào thầy hỏi này, khi M bằng chữ ừ. 2 phần 3 thì khi đó con thay vào phương trình sao thì con có được phương trình sao khi đó có dạng là gì nào? Ờ, con đang bấm á. Ờ đang bấm, bấm đi, nhanh lên. Các bạn còn lại hỗ trợ thêm link nhé. Còn máy tính thì ấn xem xem là bạn Linh ấn có kết quả có chính xác không? Nếu đúng rồi thì thôi, còn chưa đúng thì các con phải hỗ trợ bạn Linh. Con ơi thầy là phương trình có dạng 4i bằng 2, là 4 i bằng Sao lại là 4 sao lại là 4 i được con? Đang xét là hệ số a bằng 0 thì ta tìm ra ừ. được m bằng -2/3. Vậy làm sao lại là 4 i được hả Linh? Linh thiệt nhẩm thật kỹ xem nào Con để ý nhá Linh nhìn này 3M cộng 2 thì đây chính là hệ số A của chúng ta đúng không Thế còn hệ số B thì đang được xác định là âm 4M 1 Như vậy con phải thay M của chúng ta đang bằng 2 phần 3 vào đây Thì nó hệ số A khi đó bằng mấy và hệ số B bằng mấy Hệ số A bằng 3 nhân với <laughs> Linh nhìn này Linh ơi Đây Ta đang đi xét cái trường hợp là 3M cộng 2 Có phải con đang cho hệ số A bằng 0 đúng không? Thế hệ số A Được. bằng 0 thì tìm ra M bằng từng này Như vậy thay ngược lại thì khi M bằng từng này thì A bằng mấy? A bằng 4 thôi 4 rồi ôi sao thay giỏi vậy? Trời ạ à. <laughs> bảo châu nói cho bạn linh nghe xem là là a bằng mấy nào bảo châu đâu đọc kết quả khi m bằng chữ hai phần ba thì cái hệ số a là bằng bao nhiêu bằng chữ hai chữ hai oh my god rồi ơi tại sao cứ chứng tỏ là các con không tập trung rồi thư đâu đọc kết quả cho hai bạn nghe cái nào À, con thưa thầy là không ạ. Rồi ôi nó phải là không chứ hai bạn Linh ở mấy bạn Bảo Châu kia. Hả? À? Đúng không Bảo Châu? Và là... tại sao lại đọc cho thầy là trừ 2 với dương 2 gì đấy? Rồi ạ, à, đang đi xét cái hệ số A là 3m cộng 2 đây này. Chúng ta đang xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ở trên, là a của chúng ta đang khác không đây là các con nhìn này a khác không là cái trường hợp này này nhìn thấy chưa còn trường hợp này là chúng ta đang cho a bằng không thì để tìm ra m bằng âm hai phần ba như vậy khi đó thì phương trình sau sẽ có dạng là không y bằng bên tay phải là thay vào bằng bao nhiêu à linh ơi nó lại linh ấn máy tính rồi thì bên phải thì bằng bao nhiêu đừng nói với thầy thay sai nữa nhá bằng bao nhiêu nào năm phần ba Dạ à, vâng, bên phải thì đúng rồi Cái con bên trái, bây giờ con đã hiểu Tại sao nó lại là không y chưa Được Rồi ạ Thì cái thằng không y bằng 5 phần 3 này như thế nào Nhận xét cho thầy đi Không y bằng 5 phần 3 à... Thằng này làm sao Không hợp lý à. Cái gì, thầy dùng từ gì Thầy có dạy con là dùng từ không hợp lý đâu Vâng à? <laughs> Buổi trước thầy dạy là dùng cái chữ gì? Không nhân y mà lại bằng được 5 phần 3 thì điều này thực sự nó là hết sức vô lý. Bởi vì không nhân với y thì nó phải bằng không cơ. Và điều này dẫn tới là phương trình sao của các của con sẽ như thế nào hả Linh? Phương trình sao vô nghiệm. Đúng rồi, là vô nghiệm. Mà phương trình sao vô nghiệm thì thầy hỏi là cái hệ phương trình liệu có nghiệm y không? Hả à Linh? Không ạ. Chắc chắn là không đúng không? Vậy phương trình sao vô nghiệm dẫn tới là hệ phương trình của chúng ta cũng vô nghiệm. Và như vậy chúng ta đã biện luận xong hai trường hợp của cái bài này rồi. Và đến đây kết luận nữa cho thầy nào. Linh thử kết luận xem có đủ đầy đủ không nào. Còn kết luận đi Có hai cái trường hợp xảy ra thôi Hai cái chữ nếu ấy Đó chính là hai trường hợp của M đấy Với Với M bằng à... Thôi Ở trên nó kết luận nếu trước M khác âm 2 3 Ờ ừ. Thì Hệ phương trình của chúng Hệ ta làm sao Có nghiệm duy nhất Đã cho có nghiệm duy nhất và cả lớp nhớ là phải viết hẳn cái nghiệm duy nhất này ra nhá. Nào đọc đi. Ừ, x chấm phẩy ừ, y là, là 3m cộng 7 trên 3m cộng 2. Đúng rồi. Với cả âm -4m trừ 1 trên 3m cộng 2. Đúng rồi. Con khẳng định nốt cho thầy phần còn lại đi. À, với m bằng -2/3. Ờ à, ok. Hệ phương trình Uh, vô nghiệm ạ đúng rồi đấy nó có khó đâu các con tất nhiên là để mà làm được trọn vẹn như thế này thì đòi hỏi là phải nhớ lý thuyết và tính toán thật cẩn thận đúng không nó cũng không phải là dễ thầy phải khẳng định cũng không phải là dễ tuy nhiên ấy thì đây là buổi thứ hai thầy và các con làm rồi chứ không phải là buổi đầu tiên nữa như vậy rõ ràng là các con về phải xem lại video ngay cho thầy thật cẩn thận xem nhiều lần video tuần trước và video của buổi ngày hôm nay thầy sẽ đẩy lên trên YouTube cả lớp nhớ chưa nào Linh cho thầy hỏi đã hiểu được uh, cái cách thức làm cái này chưa có tự tin hơn chưa con được rồi ạ Ok vậy cố gắng nữa lên 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 hơn nữa, nữa nhá Được chưa nào nó chẳng có cái gì dễ cả nó chỉ dễ khi mà chúng ta phải chăm chỉ thôi được chưa Ok rồi cả lớp ơi đến đây thì thầy cho cả lớp nghỉ giải lao một chút nhá để sau đó chúng ta quay trở lại với một hai bài tập nữa liên quan đến phần hệ phương trình các con cần phải rèn luyện thêm đấy thì bây giờ là bảy giờ hai rồi đúng bảy giờ ba chúng ta sẽ quay trở lại các con nhé tranh thủ một chút bảy giờ ba rồi xin mời cả lớp nghỉ ngơi nào Rồi ok, xin mời các con quay trở lại buổi học nào còn rất nhiều thứ phải rèn luyện nữa cơ đây hôm nay là buổi kết thúc của cái phần này rồi nên các con hết sức tập trung cho thầy vào cái bài số này bài số 2 này nhá bài số 2 câu b như sau tất cả quay trở lại với buổi học cho thầy nào nhanh lên hệ phương trình của chúng ta là mx trừ y mx trừ y bằng 2 m thầy gọi nó là phương trình 1 4x trừ mi bằng m cộng 6 là phương trình số 2. nào tất cả lớp tập trung cho thầy vào cái hệ này đây là một hệ khó và giải nó cũng phức tạp hơn hẳn so với những cái bài tập chúng ta đã rèn luyện từ buổi trước đến giờ vậy bây giờ thầy và cả lớp sẽ cùng tập trung vào để xử lý nó các con nhá bắt buộc phải cùng cố gắng này bước đầu tiên thầy sẽ mời một bạn nào à, thầy xin mời bạn khoa giúp thầy từ phương trình 1 con rút cho thầy ẩn y theo ẩn x nào xin mời con từ phương trình 1 tất nhiên là các con có thể thoải mái lựa chọn nhé nhưng mà trong trường hợp này thầy đang muốn bạn khoa là rút rút phương trình từ phương trình 1 ẩn y ra bởi vì ở đây các con nhìn này cái thằng y của chúng ta nó đứng một mình hệ số đang là một thì như vậy cái việc rút ra ẩn y sẽ rất là dễ vậy ta có được điều gì nào xin mời khoa nào Ờ, y bằng mx 2m Rất tốt Y bằng ừ. mx chữ đi 2m Thầy gọi đây là số 3 Như vậy là từ phương trình 1 Chúng ta đã rút ra được ẩn y theo ẩn x Cả lớp thấy lý thuyết ok chưa Sau đó thì ta sẽ thế Vào phương trình còn lại Là phương trình 2 Xin mời khoa thế tiếp cho thầy nào Vào phương trình 2 thì khi đó con có được điều gì ừ. Có 4 x trừ m trừ m nhân mx trừ 2m bằng m bằng m cộng 6 đúng không con? OK rồi uy tín đấy. Bây giờ chúng ta phải đưa thằng này về dạng là ax bằng b. nào con đưa cho thầy đi, cứ bình tĩnh làm rèn luyện có nghĩa là phải từng bước từng bước một kỹ năng nó sẽ dần dần tốt lên. nào nhân tung nó ra và ghép những thằng có x lại với nhau cho thầy để bên trái nào nhân là 4x trừ m mũ 2x trừ 2 m mũ 2 không đúng trừ à. m bình phương x thì chuẩn thằng đằng sau như nào trừ 2 m mũ 2 không đồng ý nhìn kỹ lại rồi đọc cho thầy xem nào à cộng 2 m mũ 2 nó phải là cộng 2m mũ 2 mới là chuẩn đúng không khoa ơi chuẩn chưa bởi vì à. là hai cái thằng này đang có dấu trừ dấu trừ đằng trước thì trừ trừ phải đổi dấu thành cộng 2m bình phương cả lớp. Chuẩn chưa? Có đồng ý với kết quả của bạn khoa chưa? Rồi thì bằng m cộng 6 bên tay phải. Vậy bây giờ con ghép cho thầy những thằng nào có x nào? 4, 4 4x trừ mà... m bình phương x 4... vậy là gì? 4 trừ m bình. 4... Đặt ra ngoài thừa số chung được không? Nhân với x này. À. Thì bằng bên tay phải là cái gì? bằng uh, m cộng 6 trừ 2 m mũ 2 Đúng rồi, vậy thầy viết nó là âm 2m bình phương cộng với m cộng với 6, được không các con? Vậy đến đây thì bây giờ chúng ta đã có cái dạng đó là a nhân với x thì bằng b rồi đấy. Và cái chỗ này của chúng ta hệ số a đây. Hệ số b đây. Và như vậy là bạn khoa đã làm được đến đây là ok rồi. Tuy nhiên cả lớp hãy kiểm tra giúp thầy xem cái thằng B bên tay phải ấy. Thằng này này. Thằng này liệu nó có phân tích được thành nhân tử hay không? Bạn nào có máy tính ở đấy lập tức kiểm tra cho thầy ngay đi. Nếu nó có nghiệm thì thằng này sẽ tách nó ra được thành nhân tử. Cái này thì dạy ở cái uh, năm ngoái rồi. Vậy bây giờ cả lớp cho thầy hỏi là cái thằng bên tay phải này, thằng B này này có phân tích được thành nhân tử không? Khoa đã, đã có thời gian để kiểm tra cho con Tức là nhập máy tính vào Đây này cả lớp nhìn này Nếu giả sử mà chúng ta có một cái máy tính FX580 ở đây nhá đây, Thầy sẽ vào cái chế độ đó là Menu Ấn số 9 Ấn số 2 Rồi lựa chọn nó là bậc 2 Hệ số của chúng ta đó là trừ 2 là A Hệ số B là dương 1 Hệ số C là dương 6 thì thằng này chắc chắn ấn máy tính nó sẽ ra được một nghiệm là bằng 2. Cả lớp có nhìn thấy máy tính nó đang hiện x1 bằng 2 không? Và một nghiệm nữa là trừ 3 phần 2. Và với cái việc có hai nghiệm như thế này thì thầy sẽ viết nó ra đây xem xem là nó sẽ tách ra thành như nào nhá. Đây xin mời cả lớp nhìn này. Thằng này có hai nghiệm. Là một nghiệm x bằng 2 và một nghiệm x bằng trừ 3 phần 2. Vậy thì bây giờ thầy hỏi bạn nào có thể tự tin tách giúp thầy cái phân tích cái đa thức B này thành nhân tử nào bạn Phước cái gì, ok Phước đọc giúp thầy nào tách nó như thế nào em đưa thầy sẽ bằng âm 2m mũ 2 cộng 2 cộng 2m trừ đi 3 phần 2m cộng 6 trừ 2m mũ 2 cộng 2m à con như này ạ à? trừ 3m như thế này rồi là cộng với 6 à con có đúng không, như thế này đúng ý con chưa Trừ đi 3 phần 2M Trừ đi 3 phần 2M như thế này rồi cộng với 6 Nghe vẻ chưa hợp lý nhở ờ... Ở đây trong trường hợp này là nó có nghiệm M của chúng ta Ở đây thầy xin lỗi nó ấn ra là có hai nghiệm M Một thằng bằng 2 này Ở lớp tập trung nhá Kiến thức bắt đầu nó khó rồi đấy Một thằng bằng trừ 3 phần 2 thì tách như thế này chưa đúng Phước ơi Tách như này chưa đúng Phải tách như thế này cơ nào Bảo Châu nào, xem có tách nổi phân tích là thành này thành thành nhân tử không nào? Bảo Châu giúp thầy nào. Trừ 2 m bình cộng m cộng 6 tách như thế nào Bảo cho có biết không Là trừ 2 m bình uh, cộng 2 trừ 1 à Không phải là 2 trừ 1 đâu Mà cộng với 4 m thì trừ đi 3 m cộng 6 phía sau có đúng không Thì đến đây các con nhìn này hai thằng đầu tiên này đặt 2 m ra ngoài Thì ta có được trong ngoặc là gì Là trừ m trừ 2 Vậy thầy đặt thẳng âm 2 m ra ngoài là m trừ 2 như thế này Cả lớp có đồng ý không ạ à? nhìn thấy không? Sau đó trừ đi thằng đằng sau đặt 3 ra ngoài thì lại có M 2 tiếp. Vậy thì M 2 đã xuất hiện ở đây. Và ta có được là nó bằng là M 2 nhân với âm 2M 3. Nhưng mà cái hệ số âm này này thì các con sẽ làm nó sẽ thường là cảm giác nó rất khó. Vậy nên thầy sẽ làm cho các con một cái mẹo để bớt khó đi nhá. Cả lớp nhìn này. Nào theo hỏi cả lớp. Cả lớp xác nhận cho thầy là cái việc phân tích thằng này thành nhân tử như thế này các con có hiểu được cái bước phân tích này không? Nào có hiểu được bước này không? Cả lớp khẳng định nhanh, có hiểu được bước này không? Có à. ạ. Đây là kỹ năng của lớp 8 chứ không phải cái gì ghê gớm nhá. Bạn nào mà không phân tích nổi thì bài này bó tay chấm com luôn. Được chưa nào? Vậy bây giờ thằng này thầy sẽ dạy cho cả lớp một cái mẹo như sau để tránh cái việc mà làm nó đơn giản hơn này. Cả lớp nhìn này. Để cái hệ số âm 2 ở đằng trước này này Thì rất khó làm Vậy nên thầy nghĩ đến việc Là nhân cả hai vế của thằng này với âm 1 Thì cả lớp nhìn xem nó sẽ được điều gì Ta sẽ có được m bình phương trừ 4 Đóng bởi ngoặc nhân x Thì bằng bên này là 2m bình phương trừ m trừ 6 Nào thầy hỏi cả lớp Cả lớp có hiểu được bước này của thầy không Hiểu thì cho trái tim đi nhanh lên Tích cực lên kiến thức nó khó lắm rồi, nó không còn dễ như là lớp 7, lớp 6 nữa đâu. Thầy nhân cả hai về với chữ -1 thì thầy có được cái cái phương trình này bây giờ nó như thế này thì nhìn nó rất dễ đúng không? Thì thằng này bây giờ cả lớp nhìn thấy tách này. m bình phương chữ 4 nhân với x giữ nguyên thì bên tay phải này sẽ tách ra thành 2m bình phương trừ đi bao nhiêu đây? trừ đi 4m rồi cộng với 3m chữ 6. Và đến đây thầy có M bình phương trừ 4 đóng mở ngoặc nhân x thì bằng bên tay phải này sẽ là M trừ 2 đóng mở ngoặc nhân với 2M cộng 3. Nào cả lớp cho thầy hỏi ok chưa? Có uy tín không? Hiểu rồi thì bổ sung ngay cái này vào trong vở đi. Sau đó chúng ta lấy cái kết quả thôi để còn biện luận bước tiếp theo nào. Đấy các con thấy là nó rất nhiều những đòi hỏi rất nhiều những kỹ năng ở đây nếu mà chúng ta không chuẩn bị tốt từ những năm trước thì đương nhiên là bài này bó tay chấm com rồi không thể làm nổi hoặc là nếu có làm được thì các con phải mất cả tiếng mà đi thi mà gặp bài này một tiếng thì vứt đi chứ còn gì nữa làm sao có thể làm một tiếng được bài này nếu mà bạn nào rèn luyện làm trong level khoảng 10 đến 12 phút là ok là uy tín thế còn nếu mà làm mất khoảng nửa tiếng đến một tiếng thì như vậy là chưa ổn đó. đi thi mà như thế thì coi như làm xong được một câu là nổ bài luôn đó. được chưa Đấy, cả lớp nhìn em thầy đã phân tích nó thành nhân tử rồi Như vậy đến đây xin mời cả lớp Chữa nhanh đến đây để sau đó thầy biện luận nào Bài này nó sẽ nhiều trường hợp lắm Và nó phức tạp hơn bình thường Cho nên đây là một bài mẫu để thầy làm Sau đó thì thầy cho bài tập về nhà Các con phải làm chăm chỉ cho thầy nhá kết thúc cái phần này đi để học nốt bất phương trình. Hết phần bất phương trình là có nghĩa là các con đã xong học kỳ 1 của toán 8 đấy. Thầy xin lỗi, học kỳ 1 toán 9, thầy nói sai. Phần đại số. Chưa xong chưa? Như vậy đến đây chúng ta sẽ tạm thời chỉ lấy kết quả Thầy sẽ lấy cái kết quả xuống đây nhá Xin mời cả lớp nhìn này Đầu tiên thầy sẽ đưa cái hệ phương trình xuống dưới Sau khi thế xong thì ta sẽ có được kết quả của nó là như sau Lớp hết sức chú ý này Thầy sẽ lấy kết quả thôi nhá Chứ thầy không để nhiều không gian đâu Bởi vì nó sẽ không có thời không có đủ không gian để chữa bài Đấy, Cả lớp nhìn thấy ta sẽ có được kết quả như thế này. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào cái việc biện luận từng phương trình. Đây, thầy gọi nó là phương trình sao. Cả lớp hết sức chú ý này. Thầy sẽ đi biện luận thằng sao này trước. Đầu tiên, ta có như sau. Nếu, à, xin mời Thư giúp thầy một tí nào. Nếu M bình phương trừ 4 mà khác không, thì dẫn tới điều gì? M cần phải khác những giá trị nào nào? con M cần phải khác 2 với cả âm 2 ạ Đúng rồi, M khác 2 và M khác trừ 2 Nếu cái hệ số này của chúng ta, đây chính là thư nhìn này Đây có phải chính là hệ số A của chúng ta đúng không con? Chuẩn là A chưa? Thì ừ. A mà khác không thì dẫn tới phương trình sao sẽ như thế nào? Thì có nghiệm duy nhất ạ Đồng ý, nghiệm duy nhất đó là gì? Tính cho thầy nào Ờ, thì có x, x bằng mà... m trừ 2 đóng mở ngoặc nhân 2m cộng 3 chia cho thằng dưới mẫu và con có nhìn thấy là chúng ta cần phải tối giản nó đi không? Ờ, ờ bằng cái gì nào? Ờ, ờ, m bình phương trừ 4 Con ghi thành M bình trừ 2 bình ạ Đúng rồi, ai cũng biết điều đó và bây giờ được phép viết kết quả luôn Cái thường M bình phương trừ 4 ở dưới mẫu ấy nó sẽ tách thành m 2 nhân m cộng 2. Vậy chúng ta chém cái m 2 trên tử với m 2 dưới mẫu đi. Vậy sẽ còn lại kết quả là gì thôi? Là 2m cộng 3 trên m cộng 2 ạ. Rất chính xác. Đây chính là kết quả của chúng ta. Và x chính là bằng thằng này. Rất tốt. Bây giờ ta cần phải thay x vào phương trình số 3. Thay vào phương trình 3. Để tìm x nào, à tìm y nào con. Thì ta có y bằng cái gì kia con. Nào thay đi. Thưa ơi thay đi ạ con. Tập trung vào. Thay x vào phương trình số 3 ở trên để tìm ra y nào. Con thay vào cho thầy tìm ra y bằng cái gì nào. Có thể con chưa tìm ra nhưng con cứ làm trực tiếp ở đây. Thầy sẽ hỗ trợ cái việc đúng sai. Nào nhanh nào thưa ơi. Không là y bằng mx 2m Ờ mx 2m thì thay x vào thầy đang chờ thư đấy thưa ơi thầy đang chờ con này Vâng thầy là y bằng m nhân với 2m cộng 3 trên m cộng 2 ạ. Ờ đúng rồi Đây là đầu tiên bước đầu là thay x bằng cái thằng này đã Rồi còn phải trừ đi 2m phía sau nữa đúng không con Được chưa ừ. Ờ bây giờ chúng ta sẽ đi tìm xem cái thằng y này cụ thể bằng bao nhiêu Bằng cách là phải quy đồng Được không Vậy thì thằng này sẽ có được mẫu là m cộng 2 này Ở trên tử này ta nhân m vào đây Vậy là có 2m bình phương cộng với 3M Vừa rồi phải trừ đi cái thằng đằng sau cũng quy đồng lên Vậy thì trên tử này sẽ là bao nhiêu? 2M bình cộng với 4 ạ Đúng rồi, 2M bình chưa đúng, cộng với gì? Cộng với 4M ạ Ờ, đấy mới là chuẩn Vậy đến đây con chém hoa quả cho thầy nào Rút gọn tử trừ tử đi, vậy nó còn lại cái gì? Ờ, nó còn 2M bình cộng 3M ờ. kết quả còn lại là gì nào hai cái tử trừ cho nhau thì còn cái gì con <laughs> chưa rút gọn được à Đấy các con thấy không ạ? Khó thế đấy. Trong quá trình làm ấy là không phải là cái gọi là kiểu như mình đủ cái sự tự tin mình làm đâu, mình còn phải rèn luyện nhiều lắm. Như thầy thì thầy đương nhiên là thầy làm rất nhiều bài tập rồi, cho nên là thầy sẽ không sợ sai nữa bởi vì khi làm xong thầy sẽ luôn luôn có bước kiểm tra. Thế bản thân các con thấy là gì? Khi làm mà đây là có thầy hỗ trợ bên cạnh nhá mà còn thấy khó. Thế nếu mà các con ngồi làm một mình thì có phải bài này là quá khó không? thế mà mình lại không chịu khó không mình không chăm chỉ thì làm sao mình vượt qua được nó ở đây chúng ta đang có hai cái phân thức đang trừ cho nhau nào nhưng mà nó đã quy đồng cùng mẫu là m cộng hai rồi vậy trên tử sẽ lấy tử trừ tử vậy thì hai m bình cộng 3 m trừ đi 2m bình cộng 4m là tử thứ hai Vậy thì kết quả của chúng ta tử còn lại cái gì? còn lại cái gì nào Rồi ok thầy nghe thì phước trả lời rồi đúng thư có biết là nó còn lại cái gì không thư, thư ơi nó còn âm ạ ừ thế phải đọc quyết liệt lên chứ thầy chờ con mãi mất bao nhiêu thời gian rồi nó sẽ còn lại là âm mờ trên m hai được chưa nào và đến đây thì chúng ta mới tìm được cặp Y được gọi là nghiệm của hệ phương trình và đến đây ta kết luận là gì như vậy dẫn tới suy ra là hệ phương trình sẽ có nghiệm duy nhất nghiệm duy nhất đó chính là cặp x chấm phẩy y là x đặt trước là 2m cộng với 3 trên m cộng 2 chấm phẩy còn y của chúng ta là trừ m trên m cộng 2 Đấy, thì đây được gọi là kết luận trường hợp đầu tiên. Bây giờ xét thêm tiếp theo cho thầy nào. Nào, thư xét tiếp đi. Nếu cái gì? Nếu m bình trừ 4 bằng 0 thì sẽ tìm ra được kết quả của m là bao nhiêu? Hay m bằng -4 và à -2 và 2 ạ hay là m bằng 2 hoặc m bằng âm 2. Vậy đến đây ta sẽ phải đi tìm từng trường hợp một đầu tiên. Với m bằng 2 thì như thế nào nào con thay đi. M bằng 2 thì như vậy ta sẽ có được phương trình sau khi đó có dạng là gì. Phương trình sau là cái phương trình ở trên kia kìa. Nhìn, nhìn lên trên và thay cho thầy m bằng 2 vào ta được điều gì nào. Thôi bằng không ạ cái gì ạ đọc kịch đọc chuẩn là thế nào bằng thầy bằng không x ạ ở về trái là không ít đúng rồi nhưng con đọc chuẩn hết đầy đủ cả cái phương trình sau đó khi đó nó sẽ có dạng là gì không ích bằng gì ạ M bằng 2 thì bây giờ con thay cái M bằng 2 này vào phương trình sao Thì cái phương trình sao ở trên kia là nó, nó khi đó nó sẽ có dạng là bao nhiêu bằng bao nhiêu nào Vế trái bằng bao nhiêu, vế phải bằng bao nhiêu Không ít bằng không. ạ Rồi không ít bằng không Và nếu không ít bằng không thì như vậy khi đó dẫn tới là ta có được điều gì Ừ, người là phương trình vô số nghiệm ạ phương trình sau sẽ có vô số nghiệm. Đúng chưa? Vô số nghiệm với x. Vô số nghiệm. Vô số nghiệm, đúng không? Nhưng mà phương trình sau này là có nghiệm với mọi x. Thì bây giờ cái thằng mới mọi x này chúng ta sẽ phải tìm xem là hệ phương trình thì khi đó sẽ như thế nào. Thì ở trên thầy đang kéo nó xuống bên dưới mất rồi, thầy cố tình thầy che đi. Bây giờ thư cho thầy hỏi là nhìn con tự nhìn lại ngược phía vở của con ở bên trên. Thì khi đó thằng Y được biểu diễn như thế nào? Theo X. Ở cái chỗ phương trình số 3 ấy. Là y bằng M x 2M Y bằng cái gì nhỉ? Đâu nhỉ? Y bằng à. m m ạ. ờ đồng ý nhưng bây giờ con lưu ý cho thầy đây là phương trình 3 đúng không nhưng mà ta đã có được cái gì rồi mx 2 m X 2M. nhưng mà như nào ờ là âm m trên m cộng hai không đúng không đúng không đúng không đúng cái trường hợp đấy là con bình tĩnh này đoạn này là cần phải hết sức lưu ý này cái trừ m trên m cộng 2 đó là nghiệm duy nhất khi M khác cộng trừ 2 Được chưa? Thế còn trường hợp này thì chúng ta đang xét là M bằng mấy đấy hả Thư? Đã... M bằng 2 M bằng 2 Như vậy bây giờ con cần phải thay M bằng 2 này vào đâu? Để tìm ra được Y nào? Ờ, vào phương trình số 3 Đúng rồi Vậy thay vào khi đó con có được điều gì? Là hai x trừ đi cho trừ cho mấy nào trừ cho bốn ạ đúng rồi đấy các con thấy là bài tập này bắt đầu nó phức tạp hơn rất nhiều đúng không nó có rất nhiều bước sau khi khẳng định xong là nó có vô số nghiệm với mọi x rồi thì tao lại còn phải tìm y nữa cơ vậy đến đây ta có này thay m vào hai bằng hai vào phương trình số ba thì khi đó ta sẽ tìm ra được y được biểu diễn là bằng 2x trừ 4. Và đến đây thì chúng ta sẽ kết luận được cái trường hợp này như sau. Khi đó này, khi đó hệ phương trình sẽ có vô số nghiệm. Có vô số nghiệm. Nhìn nhá, kết luận nhá, vô số nghiệm. Cặp x chấm phẩy y là x của chúng ta thì thuộc R chấm phẩy y được biểu diễn bằng 2x trừ 4 được chưa các con đấy bổ sung đi từng bước từng bước một phức tạp lắm nhưng nó có dễ đâu nếu mà con con không chịu khó nữa thì thì trở thành là quá khó luôn thì hệ phương trình có vô số nghiệm xy là x thì thuộc r còn y thì được biểu diễn bằng 2x trừ đi 4 được chưa x thì thuộc tập R có nghĩa là x bằng bao nhiêu cũng được. Thế còn y thì được biểu diễn theo x là bằng 2x trừ đi 4 thì đây mới được gọi là trường hợp m bằng 2 thôi. Nào xét nốt trường hợp còn lại m bằng chữ -2 nữa nào. Thì khi đó như thế nào? Thư cố gắng nốt nào. Phương trình sau khi đó sẽ có dạng gì? Xin đi ạ. Ờ, tất nhiên là phải thay lên trên rồi con nhìn lên trên đi thầy thầy kéo nó xuống dưới rồi không còn phương trình sao ở trên cái màn hình máy tính này nữa con tự thay xem nào rồi đọc cho thầy các bạn còn lại cũng phải chú ý vào thầy nói trước đến thời điểm này các con vẫn còn không học một cách nỗ lực hết sức mình ấy thì thực sự là rất nghiêm trọng rồi đấy ý chí của các con có hay không là nó phụ thuộc vào thời điểm này học quyết liệt cho đến tận bước vào kỳ thi cấp 3. Còn lại 10 tháng nữa. Nào, m bằng chữ 2 thay vào phương trình sau ở trên. Phương trình sao đâu? Đây này, phương trình sao đây này. Thì khi đó có được điều gì? Là 4x bằng 8 ạ. Lại 4x. Rồi đất ơi. Nhìn kỹ. Rồi cho thầy biết nó có dạng như thế nào. Thay không đúng rồi. có cần thầy phải kéo cái phương trình này xuống dưới này xong thầy thay hộ cho thương đấy hả thư ơi M bây giờ thay bằng bao nhiêu là âm 2 bình số số 4 ạ Thế thì cái, cái thằng này nó bằng bao nhiêu âm tám ạ. Ôi trời ơi, sao tính giỏi vậy à, bạn Thư ơi. <laughs> Có thật là âm 8 không? Không ạ, à, không ạ, à, không ạ. À. Trời đất ạ. À. Vế trái của chúng ta, con nhìn này, Thư nhìn này. Chúng ta đang xét hai cái trường hợp m bằng 2 và m bằng chữ 2 này. Con có biết là từ đâu nó sinh ra hai giá trị này không? Từ cái gì nó sinh ra hai cái giá trị m bằng 2 và m bằng chữ 2 chúng ta đang xét đây con? Nó chính là từ đâu nhỉ? có phải là từ cái thằng m bình phương trừ 4 bằng không ở trên đúng không con có nhìn thấy nào nhìn ngược lên phía trên một tí nào có phải nó chính là sinh ra từ đây không vâng ạ ừ. ờ thế cái thằng m bình phương trừ m bình phương trừ bốn bằng không chúng ta đang khẳng định ngay từ đầu rồi thì như vậy là m bằng hai hay m bằng trừ hai thì a luôn bằng không như vậy là không cần phải nhầm cũng biết được luôn là nó sẽ có dạng là không x bằng cái gì đó vậy bây giờ con thay cho thầy là vế phải nó bằng bao nhiêu thay chỗ này bằng chữ -2 vào này. Thay chỗ này bằng chữ -2 vào này. Vậy thì bên vế phải nó bằng bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? À? <laughs> <laughs> không bằng bốn Ờ không x bằng 4 đúng rồi Nhưng mà phải tăng tốc độ lên Chứ làm này thì làm sao 12 phút mà xong được cái bài này Như vậy nếu M mà bằng chữ 2 Thì phương trình sau khi đó có dạng là không x bằng 4 Đúng rồi Và cái thằng không x bằng 4 này thì theo con nó có hợp lý không Nếu không hợp lý thì ta kết luận được điều gì Nó vô lý ạ Nó là vô lý thì kết luận được điều gì nào Phương trình sau vô nghiệm ạ Ờ thằng này là vô lý và như vậy thì dẫn tới là phương trình sao của chúng ta vô nghiệm. Mà phương trình sao vô nghiệm thì dẫn tới hệ phương trình sẽ làm sao con? Đấy, phương trình vô ạ. À? Đúng rồi, cũng vô nghiệm nốt. Và đến đây thì bây giờ chúng ta phải có bước cuối cùng đó là kết luận. Vậy thì ok thầy cảm ơn thư. Thư cũng là gọi là học cũng phần này khá là ổn đấy nhưng mà con thấy nó vẫn còn rất khó có đúng không? Vậy đủ cả lớp các con biết được điều đó là điều đó chứng tỏ điều gì? là cái phần này không hề dễ mà nếu các con không cố gắng học thì kiến thức nó sẽ không thể nào mà đảm bảo được nên là các con phải chăm chỉ hơn nữa lên trước mình chăm một rồi thì bây giờ mình phải chăm năm chăm mười tức là phải cái độ chăm chỉ phải gấp rất nhiều lần lên thì mong rằng là cuối năm nay mới có kết quả tốt được thế còn thầy nói luôn bạn nào mà đến thời điểm này vẫn không chịu khó học thì thầy chắc chắn là không giúp đỡ được bạn ấy đâu. cái việc mà các con mong muốn các con có thể thi tốt và được cấp ba ấy thì hoàn toàn là dựa vào các con là chính, thầy chỉ là một phần rất nhỏ trong đó thôi. chính vì vậy nên cả lớp phải chăm chỉ hơn nên thầy chỉ biết nói như vậy thôi. thầy không có cái nịnh nhất hay là cũng chẳng có cái kiểu là uh, phải các con học giỏi lắm rồi thôi chỉ cần thế thôi. thầy không phải như vậy. cả lớp chịu khó mà học. Còn nếu không học được Thì các con sẽ phải chấp nhận với kết quả của mình Được chưa Đơn giản được thế thôi Rồi bây giờ phần kết luận này Thầy xin mời một bạn giúp thầy nào Thầy xin mời bạn Lâm Kết luận lại cho thầy Với cái việc là con tự nhìn vào vở của con Và kết luận cho thầy các trường hợp Nào nhanh à, Thầy là à, Vậy à, Phương trình 1 Phương trình 1 gì Với cái đầu tiên là cái gì nhìn lại à, với... ở phần... nhìn lại ở toàn bộ phần trên ấy thì chúng ta sẽ có được các trường hợp của nó và bây giờ con phải kết luận lại các trường hợp đó vậy con kết luận cho thầy nào xem xem là có tập trung từ nãy đến giờ không nào với cái gì à, thế nay con chưa nhỉ à con chỉ nháp rồi con định uh, thầy viết uh, thầy gửi video thì con viết cho bạn vậy thì không tập trung như thế làm sao mà con chỉ nghe không này thì rồi lại sau đấy ấy, mà lại không chịu chăm chỉ xem lại video nữa ấy, thì kiến thức nó trôi qua luôn mà thầy thầy phải nói thẳng rất thẳng thắn với các con này như này cả lớp thấy rõ là cái bài này nó vừa dài nó vừa khó nó có rất nhiều trường hợp và rất nhiều đòi hỏi rất nhiều những cái kỹ năng ở đây mà nếu các con không rèn luyện ấy, thì chắc chắn các con không thể làm nổi bài tập này có đúng không cả lớp thấy thầy nói có đúng không vậy thì ở đây thì đòi hỏi các con phải là gì? Phải chăm chỉ Buổi học trước thầy dạy cái gì là phải nghiên cứu nó Phải xem đi xem lại nhiều lần Còn chưa chắc đã làm nổi cái bài này Chứ huống hồ gì là bây giờ các con chỉ ngồi xem không thế này Thì làm sao mà mà biến cái kiến thức này thành của mình được Ở phía trên này trường hợp đầu tiên là cái gì đây Nào thầy kéo lên phía trên đây này Nhìn đi rồi đọc lại cho thầy xem nào có nhìn được ra trường hợp đầu tiên là gì chưa hả bạn Lâm? Ừ thầy là a à, khác không? A à, khác không cái gì mà A không? À. Wow, Bảo viết vào vở lắng nghe xong là viết vào vở thì mới theo dõi mới hiểu được. Nào, nhìn kỹ lại xem là trường hợp này là cái gì? Chúng ta đang biện luận là biện luận theo m chứ không phải là biện luận theo cái hệ số a nào cả. Này là m mình trừ 4 khác không à? Rồi đất ơi Thầy có dạy con như thế bao giờ không? Cái phần kết luận ở trên này đây Nhìn xem kết luận như thế nào Kết luận là chúng ta sẽ đưa ra các trường hợp của M Vậy M của chúng ta là như thế nào? Là với M khác uh, 2 đủ chưa? Uh... thì uh... quá chán nó còn luôn học hành chẳng nói cái sự nỗ lực gì cả buổi hôm trước thầy giảng rất nhiều thì phải nghiền ngẫm phải bỏ video ra mà xem thầy đã gửi video đường link lên trên rồi mà cũng chẳng chịu khó mà ôn tập vậy thì phần kiến thức này thầy bỏ qua luôn nhé sau đó các con muốn học thế nào thì học nói bao nhiêu lần rồi đến bây giờ đến buổi thứ hai của cái phần này rồi mà vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác cứ như kiểu là không biết cái gì ấy. chán thật sự với M khác 2 và M khác trừ 2 ở trên chúng ta đã vừa mới tìm ra được cái trường hợp này thì khẳng định rằng là hệ phương trình sẽ có nghiệm duy nhất và nghiệm duy nhất đó là cặp x chấm y là ở trên tìm ra là x bằng gì thì viết lại vào đây y bằng gì thì viết lại vào đây Thầy không nhớ quá chi tiết nhưng hình như nó là trừ m trên m cộng 2. Không biết có đúng không? Nhìn kỹ lại xem nào. À, trừ m trên m cộng 2 đây này, nó là y thì ta phải chuyển nó ra phía đằng sau. Thế còn x của chúng ta ở đây là 2m cộng 3 trên m cộng 2 thì phải viết ra đằng trước. Vậy ta phải đổi lại như sau, 3M cộng với 2 trên M cộng 2. Đây này, 2M cộng 3 là 2M cộng 3 g Phải đổi lại. Đấy. Thì đây là cái trường hợp đầu tiên là hệ phương trình nó sẽ có nghiệm duy nhất như thế này. Sau đó thì với trường hợp thứ hai là với M bằng 2 thì hệ phương trình có vô số nghiệm vô số nghiệm với mọi x thế còn y thì được xác định bằng là 2x trừ đi 4 được chưa và kết luận cuối cùng là với m bằng âm 2 thì hệ phương trình vô nghiệm Nó khó như vậy mà bảo các con chịu khó, các con chẳng chịu khó gì cả hôm trước đã bảo là cho cơ hội để mấy ngày tới không cần phải làm bài tập về nhà chỉ cần là ngồi nghiền ngẫm lại những cái bài thầy dạy thôi mà cũng không làm nổi điều đó chán cả lớp chữa bài đi sau đó thì chúng ta kết thúc buổi học này tại đây Rồi, chúng ta kết thúc buổi học này tại đây. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các con.